Vừa rồi thì mình mới đọc một cái bài báo trên mạng, một cái trang fan Facebook của một cái bạn du học sinh người Nhật có đăng lên một cái loại cây dại ở Việt Nam nhưng mà lại có rất giá trị, được bán ở Nhật với giá thành rất là cao. Đó là cái tầm bóp. Được biết thì bạn đó đã chụp cái hình và gửi lên cái Facebook của bạn đó, và cái trái cây tầm bóp, cây tầm bóp bán với cái giá là 700.000 đồng. Mặc dù đó là cây dại Việt Nam nhưng mà được người Nhật rất là coi trọng, bởi vì nghe nói là người Nhật sử dụng cái chất trong cái trái hoặc cái cây này ạ. Đây là một trong cây tầm bóp này. Cái trái cây này là có một cái chất để mà điều trị ung thư cũng như để điều trị tiểu đường. Thì đây là một cây tầm bóp ở trong vườn nhà mình, một cây tầm bóp trong vườn nhà, lá rất là xanh. Ở một số địa phương thì người ta, đây có một trái nhỏ, một số địa phương người ta gọi đây là cái cây thù lù, rồi cái thù lù, cây bồm bộp đó, rồi cây lồng đèn. Bởi vì sao gọi cây lồng đèn? Bởi vì là khi hái trái này ra thì hồi nhỏ thì thường là bóp vào nó nổ, và khi bóc cái vỏ này ra này, bởi vì cái trái bên trong, cái trái của nó được bao bọc bên ngoài bằng một cái lớp vỏ, và cái lớp vỏ này nhìn giống như một cái lồng đèn, cho nên một số người cũng hồi bé hay chơi cũng gọi là cái lồng đèn. Đây, đây phía trong, phía trong cái trái, phía trong cái lớp vỏ là một cái trái, và người ta rất, người Nhật rất thích cái trái này, bởi vì nó cũng có nhiều cái tính năng để mà điều trị ung thư, những cái chất điều trị ung thư cũng như là điều trị tiểu đường. Đây là một cái trái còn xanh, còn xanh. Mình sẽ đi tìm một cái cây có trái chín cho các bạn coi. Trong vườn này mình rất là nhiều. Khi đi dạo vào đây có một cây trái rất là to các bạn. Đây là cây thù lù hay là cây tầm bóp. Đây các bạn thấy, đây có ba trái này, ba trái rất là to. Cây này thì mọc rất là nhiều ở trong vườn nhà mình, và mình sẽ hái cho các bạn coi ha. Đây trái này rất là to, bên ngoài nó được bao bọc bởi một cái lớp vỏ rất đẹp. Đây, ngoài cái tính năng mà người Nhật phát hiện ra để được chữa ung thư á, thì trước đây dân gian Việt Nam mình thường sử dụng cái trái này chủ yếu là để mà thanh nhiệt giải độc, bởi vì nó có tính mát giải độc, giải độc và trị ung nhọt cho mấy bé. Đó. Quả của nó khi chín thì sẽ có một cái màu đỏ giống như là trái này bị sâu, giống như là màu vàng của trái cà chua, màu đỏ của trái cà chua, màu đỏ của trái cà chua. Và hồi nhỏ thì thường lấy để bóp nghe rất là vui tai. Đây rồi mình mở ra cho các bạn coi. Đây một trái này cũng gọi là tương đối là chín rồi, tương đối là chín. Ăn thử em. Thì trái này chưa chín lắm, thì cái vị của nó là có vị nó hơi chua chua, hơi chua và có vị đắng, hơi vị đắng. Nhưng mà nghe nói thì cái vị đắng của cái cây này, của cái trái này thì nó là cái vị đắng của thuốc mà không hề có tác dụng phụ cũng như là chất độc, cho nên là dân gian mình sử dụng nó như là một trong các cái bài thuốc để điều trị cái bệnh để về chị nghe nói là chị xưa nói là chị để nhiệt đó, nghe nói là chị được cả các cái bệnh đờm ho này nọ, giải nhiệt là chính không, có thể trị được cả là cảm sốt này nọ. Nhật thì người ta đã tìm ra được cái chất để mà điều trị đái tháo đường cũng như ung thư trong cái trái này rất cao. Thường thì mình cũng có thể là mình hái cái lá này về, hái, nếu như mình không có trái thì mình có thể hái lá về để mà nấu canh,
sau canh thì các bạn có thể là hái về để luộc xào với thịt, luộc xào với thịt ăn thì cũng rất tốt cho sức khỏe. Và đây là một trong những cây hot của năm 2017, vườn nhà rất là nhiều và mình sẽ đi hái về. Thực ra ngày xưa thì khi mà đến mùa để sạc cỏ thì cũng coi như là sạc bứt gốc luôn, sạc bứt gốc luôn. Và từ khi sau khi nghe được là cái tin cái cây này có tác dụng như vậy thì mình sẽ đây phát hiện vào một cây rất to và mình sẽ hái nó về nhà để ăn. Đây, một cái tầm bóp, các bạn nghe tiếng đây, mình sẽ bóc cho các bạn coi. Đây trái nó chín này các bạn. Đó. Mình sẽ ăn nha các bạn. Trái này chín hơn nên là cái vị nó đỡ bớt đắng hơn. Và này rất là nhiều trái. Hôm nay mình sẽ hái về để phơi khô lên. Nếu mà nó chưa chín thì có thể phơi khô hẳn nước uống. Mình không thích về mình ăn thôi. Đây rất là nhiều trái to luôn. Thông thường thì hàng ngày có thể mình ra vườn hái vài nắm vô mình luộc ăn. Không có trái thì mình luộc mình ăn thôi. Chà, rất là nhiều trái. Cái này nhiều trái quá. Mình hái sơ sơ cũng được hơn chục trái à. Đây nó rụng ở dưới đây nữa này. Đây một cây nữa, cả hơn chục trái, nhiều quá trời luôn. Đó. Nếu mà ai đang bị chứng tiểu đường này thì có thể hái trái này về và ăn sống luôn, vừa hái vừa ăn luôn, nó không cần phải pha chế hay hết, có thể bóc ra ăn tại chỗ. Và muốn điều trị hàng ngày lâu dài hơn thì có thể hái cái lá này về, hái lá này về để mà nấu canh ăn hàng ngày. Nó trong vườn thì mình rất là nhiều cái cây này, trước giờ không biết nó là một cây có giá trị như vậy. Là người Nhật, đặc biệt là người Nhật rất thích. Hôm nay biết rồi thì hàng ngày trong một tuần thì cũng sẽ cố gắng ra vườn hái một lần về luộc ăn. Đây thì đi vòng vòng xem còn cây nào đây. Đây là một cây cần non. Đó. Lá rất là xanh. Để mà hái về ăn thì tuyệt vời luôn. Đây chu rất là nhiều các bạn. Quá trời luôn. Cây dại Việt Nam mà để làm thuốc thì cũng khá nhiều, nhưng mà bởi vì mình không biết. Mình không biết ha. Cái trong vườn nhà mình thì cũng khá là nhiều cây dại. Mà thường coi đây là loại cây cỏ. Cây cỏ. Và đến mùa mưa thì nó mọc rất là nhiều trong vườn. À, tại vì mình không biết thôi. Rồi. Rau dền cũng mọc các bạn. Rau dền. Đây có cần cây nào nữa không? Nói chung chỉ cần đi dạo một vòng thôi. Cần trong vòng 5-10 phút là có thể thấy cái loại cây tầm bóp này mọc ở khắp trong vườn. Và làm rau xanh ăn rất tốt cho sức khỏe. Nếu như mà nhiều quá thì nếu như mình hái tươi này á, hái tươi mà ăn không hết á, thì có thể mình hái xong mình phơi khô, khô xong rồi mình hãm trà mình uống. Đấy. Cảm giác nghe ăn canh hàng ngày nhiều quá thì nó ngán, cái vị ăn tiết nó ngán. Nên mình sẽ hái để dành phơi khô. Đây một cây rất to này, cái này trái quá chừng luôn nè.
Rồi, cây này trái không là trái. Cây này chắc là một cây già rồi. Cây già và cái lá nó héo. Thì sau khi mà cái trái này nó khô khô héo thì nó lại bay ra khắp vườn. Và nó lại mọc thành những cái cây con. Cây con, cây này khô à. Cái này không có nước tưới. Đó, thì sau khi cái trái này rụng thì không có ai mà không ai biết mà. Trong vườn là cứ lấy cuốc sạc để bỏ đi thôi. Thì khi mà trái này rụng xuống thì nó lại mọc lên những cây mới. Đây một cây rất là to. Cây rất là to. Cây này trái rất là nhiều. Rồi để mai hái tiếp. Mai hái vậy là đủ rồi. Ủa, có trái to lắm. Rồi, cây này to rồi. Giờ và chia sẻ với các bạn ha, chia sẻ với các bạn đây là vườn nông trại Bà Thanh, nông trại Bà Thanh. Vâng, bữa sau chúng tôi sẽ tiếp tục review cho các bạn những cái loại cây cỏ cũng như là các cái vật nuôi ở trong nông trại. Quan sát từ xa các bạn thấy sẽ thấy những cây bơ và tôi sẽ làm một cái review riêng về cây bơ và bơ trong vườn Bà Thanh nó như thế nào. Thì hôm nay sẽ review cho các bạn cái tầm bóp. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.